cái thời gian gần đây là có cái bức xúc gì đúng không? Thực ra là không phải bức xúc vì Giang đâu. Các bạn bảo là dạo này Linh Linh như là học làm muốn kiểu là bản sao của Hương Giang, nên là mặc những cái đồ cũng dần gần giống như thế. Nhưng mà nếu chỉ là mặc giống nhau thì không sao, nhưng mà cái cách bạn ấy nói làm cho Linh cảm thấy là bị tức. Ừ, bị tức, đúng rồi. Nhiều khi là thực sự là em cũng không biết là mặc những cái gì đâu, vì không để ý mọi người mặc gì đâu, và stylist đưa cho em đồ nào thì em mặc đồ đó. Thì đôi khi là cũng có trùng nhau một vài bộ, thì chúng ta đồ đẹp thì chúng ta cùng mặc đẹp mà, đúng không? Thế nên là mọi người thôi đừng có suy nghĩ gì cả, bởi vì là chúng tôi thì không có vấn đề gì nha, không có vấn đề gì đâu, mà đừng có nói như vậy là được chia cách chúng tôi nha. Tôi vẫn tưởng Phương Thanh mạnh mẽ kiểu trống vắng, thật sự Phương Thanh đóng vai đó hơi bị tốt. Một thời đã xa, nó đúng là con người của Phương Thanh đầy yếu đuối, không tranh giành được trong tình cảm, luôn thua thiệt mà chấp nhận thua thiệt một cách là tùy duyên, tức là khi nào là của mình thì là của mình thôi, còn có phải ngồi chờ vẫn chờ, cái đó là sự yếu đuối. Bài hát Phương Thanh hit tới đâu thì Phương Thanh cô đơn tới đó. Khi nào Phương Thanh hot nhất là lúc Phương Thanh cô đơn nhất, còn lúc Phương Thanh không ai thấy đâu là lúc đó Phương Thanh hạnh phúc nhất. Bài hát đầu tiên của chị với em á, nó là bài Trống Vắng thôi. Tại vì lúc đó là mọi người biết không, là ngày xưa là ngoài Bắc ấy, là thường xuyên là đi nghỉ mát thôi quý vị, là đồ sơn sầm sơn cửa lò, là bất kỳ một cái quán nào là Trống Vắng vang lên. Và lúc đó là em là 5 hay 6 tuổi đó, mẹ em biết em có khả năng ca hát là bởi vì em hát bài Trống Vắng. Và nhờ chị yêu cầu em hát thử không, xin một lát nữa nhỉ. Ngày xưa cái lúc mà ngày xưa giọng em nó chưa vỡ ấy, mặc dù hồi đó là bé trai nhưng mà cái giọng khỏe lắm. Có biết rằng là em hát bài của chị trên sân khấu rất lâu rồi không? Từ năm em học lớp 6. Lớp 6 là... là năm... 12 tuổi. 13, 14 tuổi. 2000 đó. Năm 2000. Thì suy ra là vẫn lâu hơn em nhà. Em hát là 6 tuổi, chị phải nhớ nhà. Em là người hát bài chị rồi, lúc chị bé nhớ nhất. Là 6, 12. Từ đấy. Chị nhớ rồi. Không phải, thực sự là ấy, cái lúc đấy là em vẫn còn bé luôn ấy. Mà hôm đấy là thứ bảy chủ nhật, xong rồi gia đình có đưa em đi chơi cà phê hát nhạc sống, xong rồi kiểu thích bài Trống Vắng, kiểu ở nhà cũng hay hát mà thôi, đăng ký trên bài Trống Vắng, kiểu rất quyết tâm luôn đó. Hai đều Trống Vắng rồi, hai bạn đều chắc là mẹ có thế khi sao? Hát luôn à, không mình ba người bạn đi giờ đây sao Trống Vắng nhớ. Sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng ơi, vì ai. Yeah. Hay quá. Giờ đây sao chẳng vắng nhớ là nghệ sĩ thì không bị phụ thuộc quá nhiều vào lời khen chê, khen quá cũng chết, chê quá cũng không ảnh hưởng. Mình đặt ở giữa trọng tâm và mình cân bằng, bởi vì con người mình cũng phải cần sống trong sự mạnh mẽ và cũng có đôi lúc mình yếu đuối, cho nên chính bản thân người ca sĩ đầu tiên phải cân bằng mình trước. Phương Thanh đã từng rất là huy hoàng, cũng từng rất là im lìm, cũng đã từng ngủ luôn, ta gọi thường gọi là thất bại. Nhưng đối với Phương Thanh không dùng từ thất bại. Im lặng, ngủ luôn để lượng lại sức mình. Có còn hát được bao lâu nếu hát kiểu này? Nghe nói là thời gian gần đây là có cái bức xúc gì đúng không? Thực ra là không phải bức xúc vì Giang đâu. Các bạn bảo là dạo này Linh Linh như là học làm muốn kiểu là bản sao của Hương Giang, nên là mặc những cái đồ cũng dần gần giống như thế. Nhưng mà nếu chỉ là mặc giống nhau thì không sao, nhưng mà cái cách bạn ấy nói làm cho Linh cảm thấy là bị tức. Ừ, bị tức, đúng rồi. Nhiều khi là thực sự là em cũng không biết là mặc những cái gì đâu, vì không để ý mọi người mặc gì đâu, và stylist đưa cho em đồ nào thì em mặc đồ đó. Thì đôi khi là cũng có trùng nhau một vài bộ, thì chúng ta đồ đẹp thì chúng ta cùng mặc đẹp mà, đúng không? Thế nên là mọi người thôi đừng có suy nghĩ gì cả, bởi vì là chúng tôi thì không có vấn đề gì nha, không có vấn đề gì đâu, mà đừng có nói như vậy là được chia cách chúng tôi nha.